Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách chữa sùi màu gà bằng tỏi đơn giản hiệu quả. Sùi màu gà là bệnh lây truyền chủ yếu qua con đường tình dục do virus HPV gây ra. Nếu không có tác dụng biện pháp can thiệp kịp thời, có thể biến chứng thành ung thư gây vô sinh ở nam và nữ. Đặc biệt, người mẹ có thể truyền nhiễm sùi màu gà sang thai nhi thông qua đường sinh đẻ tự nhiên. Ngoài các phương pháp điều trị sùi màu gà tiên tiến như kỹ thuật ALA, PDT, các chuyên gia sức khỏe thường xuyên bệnh nhân sử dụng thêm các thực phẩm có tác dụng nâng cao hệ miễn dịch như sữa chua, nấm hương, tỏi nhằm hỗ trợ quá trình điều trị sùi màu gà, ngăn chặn bệnh tái phát. Trong đó, tỏi được coi là một trong những vị thuốc quý từ dân gian được giới khoa học đánh giá cao và khả năng chữa trị sùi màu gà. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, trong thành phần của tỏi có chứa ascin, một loại kháng sinh cực mạnh có thể tiêu diệt được các nhiều vi sinh vật gây bệnh, trong đó có virus HPV. Vì đây là một loại kháng sinh tự nhiên nên có thể tiêu diệt được virus HPV nhưng lại rất thân thiện với các loại vi khuẩn có lợi sống trong đường ruột. Đây là ưu điểm lớn nhất khi điều trị sùi màu gà bằng tỏi. Một tác dụng tuyệt vời nữa của tỏi mà bạn không thể bỏ qua đó chính là tính sát khuẩn chống viêm cao, có thể hạn chế được những tổn thương xuất hiện ở bề mặt da và niêm mạc bao quanh, gồm các cả tình trạng viêm loét do sùi màu gà. Vì vậy, có thể nói tỏi là một vị thuốc cực kỳ tốt cho những bệnh nhân bị mắc sùi màu gà và có hệ miễn dịch kém. Không những thế, những người có nguy cơ bị ung thư, viêm nhiễm, huyết áp cao, máu nhiễm mỡ cũng nên sử dụng tỏi thường xuyên, bởi tỏi có tác dụng kháng khuẩn, còn có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu, chống tắc nghẽn máu, đồng thời có hoạt tính làm giảm khả năng sản sinh các gốc tự do, ngăn chặn tế bào, chặn tiến trình miễn táo lão hóa, bảo vệ hồng cầu. Cách chữa sùi màu gà bằng tỏi đơn giản nhất là thêm tỏi vào các món ăn hàng ngày như các món xào, nước chấm, nước sốt hoặc ăn tỏi sống. Ngoài ra, bạn có thể trị sùi màu gà bằng nước cốt tỏi hoặc chế biến các món ăn từ tỏi vào khẩu phần ăn hàng ngày nhằm ngăn chặn sự phát triển của sùi màu gà, hoặc dùng một lượng vừa phải tỏi tươi đã đập dập nhỏ đem đắp lên vị trí có tổn thương sùi màu gà rồi giữ cố định bằng gạc y tế. Lưu ý nên dùng tỏi với một lượng vừa phải, tránh đắp quá nhiều sẽ khiến vùng da quanh mụn sùi màu bị phỏng rát, nên đắp kiên trì trong vòng một tuần. Bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vừa phải tỏi tươi đã đập dập nhỏ đem đắp lên vị trí có tổn thương sùi màu gà rồi giữ cố định bằng gạc y tế. Lưu ý nên dùng tỏi với một lượng vừa phải, tránh đắp quá nhiều sẽ khiến vùng da quanh mụn sùi màu bị phỏng rát, nên đắp kiên trì trong vòng một tuần. Bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.